vậy yeah. sư thích ca mâu ni phật uh, nam mô a di đà phật hôm nay là ngày 16 tháng 5 2023 chúng ta tiếp tục học tập một câu a di đà phật niệm đến cùng uh, học đến tập 52 uh, mọi người chúng ta gặp pháp môn tịnh độ uh, phải gầy dựng tính nguyện lòng tin cho cực kỳ kiên cố nghe quý vị rất là nhiều người gặp pháp môn tịnh độ có khi tu hai ba năm 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 lại bỏ cuộc ngay chỗ nào bỏ cuộc ngay chỗ không gầy dựng tính nguyện kiên cố Hoặc là những người niệm Phật đó Chạy theo những cái Vi diệu Cao siêu Nên họ bỏ tình đồ Hoặc là cầu cảm ứng Nên bỏ tình đồ Người gây dựng tính nguyện niệm Phật Không cầu những thứ đó Nên người xưa dạy Hữu cầu thì tác ứng Chứ hữu đây là chỉ cần tính nguyện kiên cố Nhiệt tình hết mình vì người Lão thật niệm Phật thì có cảm ứng Cái tâm mình thường không buồn dặn ai để trong tâm Chỉ để Phật trong tâm Niệm Phật Vì thì cảm ứng Cái tâm mình có nhiều thứ cầu Thì khó cảm ứng lắm nhớ nên phải gầy dựng tính nguyện kiên cố thì cả đời niệm phật mà không thối tâm không gầy dựng tính nguyện mà gầy dựng những chỗ cảm ứng những điều kỳ diệu này kia thì sẽ bỏ tình đồ niệm phật sẽ bị nhạt nhẽo thường cái người mới tu nhân duyên có nhiều cái kỳ diệu cảm ứng Đó là phương tiện để đưa quý vị vào đạo Nhưng tu hành đừng nên cầu những thứ đó Hãy cầu sanh cực lạc gây dựng tính nguyện kiên cố Cầu sanh cực lạc là việc đúng nhất Nhớ Người niệm Phật gây dựng tính nguyện kiên cố Chỉ có cầu sanh cực lạc Còn tất cả những việc ở thế gian không cầu Thì vị càng niệm Phật càng thấy thích thú Càng niệm Phật càng an lạc người trong chùa hay là người ngoài đời gì cũng vậy gặp tịnh độ gây dựng tính nguyện cầu sanh cực lạc không cầu gì ở thế gian này cả nhưng tất cả việc ở thế gian này từ từ quý vị sẽ có rất là viên mãn không cầu mà tự có vì sao vì niệm niệm vì người nên không cần cầu cũng có đây là chỗ mà quý vị phải tin 100% Còn nếu như mình cầu cái này cái kia ở thế gian Mà không được thì mình nhạt nhẽo với việc niệm Phật và mất lòng tin Thì mình bỏ tịnh độ Rất là nhiều người bỏ tịnh độ là do không gầy dựng tính nguyện kiên cố Chư Tổ Sư nói rằng Gặp Pháp Môn Tịnh Độ giống như chúng ta gặp báo vật vô giá Gặp báo vật mà bỏ báo vật Hoặc là có những người niệm Phật mà lại cầu những cái việc thế gian Ấn Tổ này nói Giống như đem một viên ngọc quý mà đổi một viên kẹo ngậm chơi. Hãy nắm chắc câu Phật hiệu, hãy gây dựng tín nguyện niệm Phật. cả đời cứ nhớ Phật, nhớ Tây Phương cực lạc. Bất cứ lúc nào thọ mạng đến, mục tiêu của chúng ta là cầu sanh cực lạc, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải nhớ nha quý vị. Việc này cực kỳ quan trọng, nên ngày nào những Đức cũng chia sẻ hai bài, một câu ai Phật niệm đến cùng quý chí một đời vãng sanh cực lạc quốc đây là cái cô động để gây dựng tín nguyện cho chúng ta cả đời niệm phật không thối tâm còn nói nếu nói về niệm phật mà cảm ứng thì nhiều lắm vì coi như cái câu chuyện mà cái chú bốn ngày bốn đêm mà linh bình dưới biển phải niệm phật cảm ứng không bốn ngày bốn đêm mới dưới biển mà tay qua nạn khỏi gặp sự cố niệm phật rõ ràng cảm ứng với gì không rồi Hôm qua những đứa gặp cái cô kia cô kể câu chuyện Cô tặng cho đứa bé chiếc dòng mũ Mà chùa mình thường phát hành Và những đứa thường tặng cho quý Phật tử đó Đứa bé đeo chiếc dòng Mà nó gặp tai nạn Vậy đó Mà nghiệp nặng báo nhẹ Rồi sự học tập của cháu cũng không bị trở ngại gì hết luôn bạn thân của cháu lại tin câu Phật hiệu luôn Rồi gia đình lại cảm ơn cái cô này Tặng cái dòng mũ Cái dòng Danh hiệu ai với Đà Phật Chỉ có chiếc dòng mà cũng Cũng độ được chúng sanh vậy. Mà cô này cô dạy trong trường học Dạy các cháu về Môn Anh Văn Rồi xong rồi cô tặng dòng rồi cho các cháu Kết duyên rất là hay có nhiều cái cảm ứng đặc biệt khi nhân viên nó đến lúc dẫn dắt nó đi vào đạo nhưng đi vào đạo rồi phải gây dựng tính nguyện niệm phật <laughs> thì cả đời niệm phật mà không bỏ cuộc còn nếu như chạy theo cái cảm ứng cảm ứng là một phương tiện để dẫn dắt nó đi vào đạo khi nó đi vào đạo rồi thì cái thật chất của mình là gì tin sâu nhân quả nhớ nghe khi tin sâu nhân quả Mà không bỏ đạo còn cầu cảm ứng là bỏ đạo Nhưng cái cầu cảm ứng Tại sao giảng pháp lại nêu những cái cảm ứng Vì cảm ứng cho người ta thích Để người ta đi vào Phật Pháp Khi đi vào thì phải dạy người ta tin sâu nhân quả Quý vị tu mà cả đời không bỏ cuộc là tin sâu nhân quả Tin sâu nhân quả mới không bỏ cuộc Còn cầu cảm ứng là bỏ cuộc Nhớ như vậy thì trong Phật Pháp có cảm ứng hay không? 100% có cảm ứng Quý vị thí dụ như Đến đây lại 2 ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm Mới đi lần đầu Vì phát nguyện Con lần đầu tiên đi lại 2 ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi gia hộ cho con Có đầy đủ sức khỏe Có đầy đủ tâm lực nguyện lực Để con lại hết 2 ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm Và mỗi ngày mỗi buổi nghe Pháp Nghe Thầy giảng đều viên mãn trong 4 ngày Thì phát nguyện quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm chân thật phát nguyện đi còn nguyện đem cái công đức này Nguyện cầu an cho người thân trong gia đình Cầu an cho tất cả chúng sanh Tặng hư không có pháp giới Còn nguyện cầu siêu cho ông bà Thăng bằng quyến thuộc Trong gia đạo nội ngoại Và nguyện cầu siêu cho tất cả chúng sanh Tặng hư không có pháp giới Mắc mà chưa được siêu thoát Con nguyện Bồ Tát quán thế âm gia hộ cho con Bốn ngày lại quán thế âm Bồ Tát Và nghe pháp Đều được trọn vẹn có đầy đủ sức khỏe Thế vậy chỉ cần quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm Chăng thật phát nguyện gì Hoặc là phát nguyện trước Phật A Di Đà chân thật phát nguyện Đều có cảm ứng chắc chắn luôn Cái tâm mới bị chân thật vì chúng sanh đi Cảm ứng liền Đó là nói với quý vị phát nguyện đó Còn vị không cần phát nguyện quý Vị chỉ cần phát cái niệm Vì chúng sanh mà đi tu Là có cảm ứng liền Nhưng mà chúng sanh mới biết tu thì Nên phát cái nguyện để cái tâm mình theo cái nguyện đó mà phát triển cho mạnh nói tóm lại là mỗi người nên chân thật phát nguyện như bản thân những đức cũng phát nguyện để mình theo cái nguyện đó mà mình cố gắng nguyện như là một lời hứa một lời thề vậy đó. nên con người mình sẽ có đầy đủ dũng khí mạnh mẽ thêm để phấn đấu phải nhớ có cảm ứng liền bốn ngày lại bồ tát quán thế âm 17, 18, 19, 20 nằm vào thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật bốn ngày tháng sáu quý vị ngày âm lịch mỗi người nên rủ nhau truyền miệng nhau từ những phật tử nước ngoài bây giờ nên sắp xếp đi <laughs> có được cơ hội tu hành nên chăng thật phát tâm và thứ sáu tuần này là chương trình kiếm thị mỗi một người trong dịp hè này vì có điều kiện gặp những người ta công ty xí nghiệp giàu sang à, nói chùa đó chùa đó có cái chương trình gì hoặc mình làm công mình nói với ông chủ gì gì cơ hội mùa hè mình chích ra chút đỉnh tiền rồi bắt đầu là mình đổi ra thí dụ như tiền với 50 ngàn hay 100 ngàn tỷ vì cho người ta người nhiêu rồi vì cho nhân viên của mình hay con cháu của mình người thân của mình thuê xe cho họ đi đến đây ngày thứ sáu buổi sáng khoảng cỡ 7 giờ rưỡi đi vì có mặt đi hoặc 8 giờ đổ lại để mình đến càng sớm thì mình có chỗ mình ngồi mình nghe pháp đủ luôn rồi xong mình bố trí nhân sự mình tặng tiền mình sao cho phù hợp tặng tiền nó cũng phải bố trí đó quý vị chứ nếu không nó cho chồng lên không à tại vì quá đông người ngồi mình không không có nắm được hàng nên chùa mình cho lúc nào cũng có người cầm cái cờ dẫn đi trước cho ví dụ như 8 hàng 8 người 10 người 10 10 hàng thì cho cái người kia sẽ đứng hàng thứ 9 khi 10 người đi quan quận bắt đầu là tới cái hàng người này đứng rồi xong căng hàng theo vị trí đó rồi xong căng hàng theo vị trí đó vậy thì quý vị cho không bao giờ trùng lập còn nếu như cho mà lọt sọt lọt sọt cho đại cho càng cho chút cho lên cái hàng đã cho không à cuối cùng cái người á có rồi thì cứ có hoài cái người không có lại lại không được tội nghiệp người ta nên quý vị là trưởng đoàn phải biết bố trí ví dụ như nhớ mình đi hai chục người 10 người đi cho tiền người khiếm thị thì phải bỏ ra một người người đó là đứng đứng vị trí nào ví dụ như tám người là tám hàng người này đứng ngay hàng thứ chín là hàng này chưa cho rồi xong bắt từ hàng thứ chín dài tám hàng tiếp tục cứ như vậy cho theo vị trí rồi theo vị trí chứ đừng có mà lọt sọt lọt ai đi cũng thí đại thí đại thí đại thí, thí đại thí đại chút chồng lên đó là những cái hướng dẫn quý vị là những vị trưởng đoàn nên hướng dẫn người ta cái cách cho tiền người khiếm thị tại vì chùa mình đông quá Chứ không phải là một hay trăm người Nó nằm gần bốn ngàn người Vì nghĩ đâu đơn giản đâu đầy người ta chứ Nên phải cho lề lớp rõ ràng Vì thì ai cũng có Phải nhớ Mình phải phân ra cái việc cho làm sao Từ trong chánh điện Rồi từ bên ngoài ai cũng có chứ Nhớ Mình làm gì cũng là hết lòng vì người đó quý vị Nên mỗi một người mình Học Phật Pháp rồi mình làm cái gì Là mình niệm niệm gì chúng sanh có cảm ứng và thượng ngày dạy như đức ông chỉ cần thương chúng sanh thì phật bồ tát thương ông ai mà không muốn phật bồ tát thương mình thương mình là các ngài thường gia hội cho mình bây giờ muốn phật bồ tát thương mình thì mình niệm niệm gì chúng sanh đó nên mình làm công ty xí nghiệp rồi hay mình biết người giàu mình chỉ người ta à nơi đó gì không phải đem tiền đưa cho thầy mà là mình đổi tiền tự tay mình cho người khiếm thị luôn đi Chứ không phải đưa tiền cho thầy đâu Đấy không Còn những người ở xa thì mình tùy duyên Chung tay những đức để làm chương trình này Còn bị đi đến được Thì cầm tiền đến tặng tay cho người ta đi Mình cũng hết lòng quý vị Đến với cuộc đời này Một hơi thở thở ra không hít vào Cái gì là của mình đâu Nên bản thân mọi người chúng ta cố gắng Tu phước thiện thù thắng còn mình dù không đi được mình nghe chương trình này mình chỉ cần tới bữa đó coi trực tiếp rồi cái tâm tỳ hỷ Tỳ hỷ cái tâm mình thôi à, Vui khi người khiếm thị được có tiền Hay các bên đậu tràng gì Vui khi người khiếm thị được có tiền Những việc bên chùa bên đây bên kia làm Cái gì mình chỉ cần tỳ hỷ cái tâm À quan hỷ chúng sanh được nhờ Chỉ cần cái tâm gì thôi mình đã có phước rồi Thù thắng rồi Còn mình đi đến được thì càng tốt hơn nữa Còn dù như mình có công việc gì Quan trọng thì mình không có lo công việc Mình chỉ cần có tâm tỳ hỷ Phật tử ở phương xa nước ngoài này kia thì mình chung tay với thầy để cùng làm công việc chúng sanh lợi ích vậy thôi nên từ nơi đó mà mỗi một người mình mình làm việc phật sự trong phật pháp là nó hoàn toàn cái tâm mình phải tự tại cũng như mục tiêu mình làm để cầu sanh cực lạc mà niệm phật hay làm thiện làm gì mình cũng hướng về cực lạc hết mục tiêu là cầu sanh cực lạc chỉ đúng có một cái cầu đó là cầu sanh cực lạc thôi chứ không có cầu cái gì thế gian này chứ như thì quá đặc biệt quý vị nhớ nên người tu tịnh độ <laughs> Muốn cả đời niệm Phật không thối tâm Tính nguyện với gầy dựng cực kỳ kiên cố Nhớ nghe Người bỏ tịnh độ đa phần là cầu cảm ứng Cầu những điều kỳ diệu Mà bỏ tịnh độ Các vị coi cái người tu tịnh độ Giống như có một cái cô trên mạng Hồi xưa có hướng dẫn cũng nhiều người nghe Nhiều người theo của quá trời luôn Cô đó nước ngoài Mỹ Vậy đó, vậy đó mà do gì cầu cảm ứng Cầu cái những điều kỳ diệu Hương linh nhập xác đồ Rồi nào là nói mình đã từng xuống dưới Địa ngục rồi Được ngày địa tạng cho đi tham quan địa ngục đồ Nói những điều kỳ diệu Cảm ứng Cuối cùng quý vị coi Đổi tình độ Đổi niềm Phật tùm lum hết luôn Nó quý vị coi có không Không gầy dựng tính nguyện mà đi cầu cảm ứng Mình mà gặp những người đó Thôi thôi thôi, thôi được mình cố gắng niệm phật thôi chứ nghe kiểu này chắc thế nào cũng bỏ tình độ nữa thấy gặp trường hợp rõ ràng luôn đổi tùm lum tùm la hết luôn như thấy không cái người mà tính nguyện kiên cố không bao giờ họ đổi họ nắm mục tiêu họ chuẩn liền nắm mục tiêu giống như học một nghề chuẩn luôn không có đổi hoài đổi hoài là có người mình vừa được chút là đổi vừa được chút là đổi mình ở ngôi chùa mà cứ đổi công pháp tu hoài là có vấn đề có vấn đề chắc chắn luôn Có đổi công pháp tu hoài là có vấn đề Người ta tu một môn gì người ta chỉ cần kiên trì thì nó cũng có kết quả Còn mình niệm Phật thì mình cứ gầy dựng tính nguyện niệm Phật Có một pháp tu cho nó rõ ràng trong ngôi tam bảo Đừng có đổi hoài Mình học môn thầy mà ông thầy không đổi pháp tu hoài luôn cũng có vấn đề Giống như mình học nghề hay mình đi làm việc cho người ta Mình vừa làm chỗ này làm con tháng hai tháng cái Mình nghe ngóng chỗ khác mình chạy đi làm Mình chạy hoài nên cả đời mình làm cu ly còn mình học nghề mình vừa học nghề này một cái ngày mình thấy cực quá học nghề khác sau này người ta hỏi mình có học nghề gì mình là có học năm sáu nghề luôn, họ có thành nghề nào? Không. Tại vì đâu có nghề nào mình học tới cùng đâu mà thành nghề. Nên mình tu mình học, mình biết nhiều môn, nhưng mà mình lại không vô được môn nào là vì do mình đổi hoài. Không gầy dựng chuyên nhất. Thì biết vì sao những đức hướng dẫn được nhiều người niệm Phật không? Vì những đức gầy dựng chuyên nhất. Người ta đi vô chùa tu cũng được mà về nhà tôi cũng được thờ khóa Iran. Iran luôn. Nên những đứa đưa ra phương pháp tu làm sao là tu hoài luôn vậy quanh năm. Tu ngày này qua năm nọ, tu quá trời lâu thời gian luôn. Đó. giống như ngày cộng tu chủ nhật của mình quý vị thấy nó, nó bền bỉ không? Quá bền bỉ luôn. Đâu phải là nổi lên cái tắt, nổi lên cái tắt mà người ta cứ bền bỉ hoài gần cái chục năm trời của người ta, đâu vậy? Thấy không? Đó là cái việc quý vị phải để ý. Nên trong nhà Phật có câu nói nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ, nhẫn lớn thành tụ lớn, không nhẫn không thành tụ. Mình chỉ cần có chữ nhẫn thì mình thành công Nhớ nghe quý vị Có chữ nhẫn thì thành công Mình đã nhắm được mục tiêu Nên cái sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng Mình đã chọn lựa được mục tiêu rồi Thì mình cứ cố gắng Thành công Còn mình cố gắng mà mình không có sự Chọn lựa một phương hướng Vậy thì mình không khác là mù đi đêm Ví dụ như bây giờ một người người ta làm bao nhiêu việc gì Người ta hướng dẫn bao nhiêu người mình vô chùa mình tu mình chỉ cần nghe lời người ta sắp xếp cho mình là mình biết sử dụng cái đầu người ta. quý vị biết rằng cái đầu của một con người rất thông minh cái đầu mình không thông minh như người ta mình đi chi cầu làm gì? mình chỉ cần khéo léo nhập vào cái đầu đó dùng cái đầu đó thì mình có được cái đầu đó vì coi là kết quả rồi những việc thiện việc tốt người ta làm mình chỉ cần chung tay một chút thôi đã thanh hình đấy. dù chùa người ta nuôi người già mình chỉ cần hỗ trợ nuôi người già được. Rồi chùa người ta nuôi trẻ em mình hỗ trợ nuôi trẻ em gì thì cũng như mình nuôi trẻ em rồi mình cần gì cái việc đó bản thân mình phải đứng ra làm từ khi mình có duyên thì mình làm nhiều có người tu ở cuộc đời này giống như làm cái gì là bản thân của mình là ta đây bậy sai Đúng không Ví dụ như mình không hướng dẫn ai niệm Phật được chứ mình không hướng dẫn ai tu được nhưng Người ta hướng dẫn niệm Phật hướng dẫn tu được Mình chỉ cần tùy hỷ cái thôi là mình cũng như đã làm Cái tâm đó, đó nó mới lớn quý vị Người như vậy Thì mới là người tâm lượng lớn phước báo lớn Nhớ nha Nên mỗi người gặp Phật Pháp Nhất là Pháp môn tịnh độ này Phải gây dựng tính nguyện cực kỳ kiên cố Đừng có nghe đầu này nghe đầu kia nghe đầu nọ dao động tâm Mình mà nghe đầu này nghe đầu kia nghe đầu nọ Mình dễ dao động tâm là mình dễ thất bại Mình thất bại đó, chắc chắn luôn Nên gặp cái môn tịnh độ này Phải gây dựng tính nguyện cực kỳ vẻ mạnh Thì mới thành công Nhà Đức cứ nhắc hoài chỗ này Vì tổ sư cũng nói Người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có gầy dựng tín nguyện hay không Chỉ cần có gầy dựng tính nguyện kiên cố Thì niệm Phật chắc chắn giảng sanh Niệm Phật là việc của mình làm Tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm Cứ chăng thật niệm Phật đi Đừng có chen vào cái việc tiếp dẫn của Phật Ai Di Đà Là như thế nào thế nào thế nào Phật Ai Di Đà Ngài tiếp dẫn chúng ta cứ để cho ngài làm việc của mình là mình chỉ cần niệm danh hiệu ngài ngài tiếp dẫn niệm danh hiệu ta ta tiếp dẫn nên nguyện thứ 18 tám dạy là trí tâm tinh ưa trí tâm là một câu vật hiệu niệm đến cùng tinh ưa là càng niệm càng thích phải nhớ mỗi một người mà hiểu được nguyên lý này thì tu tịnh độ cả đời cũng không bao giờ bỏ cuộc vì thấy có nhiều người người ta tu tịnh độ người ta thay đổi tâm linh thấy chứ thay đổi hoài vì sao vì tính nguyện không kiên cố không gầy dựng mục tiêu mình mà lao theo hoài thì cũng như là mình chạy theo như con rối luôn thú Thế vị coi những đức cứ lai rai ra, rai rai năm này qua năm nọ cứ gầy dựng gì hoài đó cỡ nào cũng quyên vị niệm phật đi gặp sự cố gì cũng niệm phật sự trở ngại gì cũng niệm phật nên như đức thường nói với mấy anh em trong chùa như đức nói rằng mình là người niệm phật phát nguyện cầu sanh cực lạc làm gì có cái chuyện cái tâm của mình khi làm việc mà mình còn đó dùng dằn nói tôi làm nhiều họ làm ít mình làm nhiều mình hưởng nhiều họ làm ít họ hưởng ít họ dạy họ mới làm ít có cơ hội làm không chịu làm đợi mai mốt què tay què chân sụi bại nằm chỗ rồi muốn làm hả chờ tới ngày đó hả con người ai cũng đi đến ngày đó chứ phật đã dạy sanh già bệnh chết tới bệnh không phải sụi bại hả? chúng ta nghiệp nhẹ chút thì đỡ còn nếu không cũng nằm liệt giường từ nó đó cái quy luật là già bệnh và chết <laughs> Không lẽ giờ chúng ta còn trẻ chúng ta đợi ngày chúng ta già rồi bệnh rồi chúng ta làm Nuôi bao nhiêu người già bao nhiêu người già người ta Hối hận khi tuổi trẻ không làm được gì Bây giờ tuổi trẻ mình không nỗ lực mình làm mình đợi tới tuổi già Mình hối hận Nên hàm Phật tử cũng vậy Cơ hội tu phước tu viết được cố gắng mà làm Cơ hội niệm Phật được siêng năng niệm Phật liền đề xuất a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà, đà phật cứ niệm phật đi niệm một câu vật hiệu phước sanh vô lượng đề xuất niệm phật liên mỗi ngày nín thở tập chết một hai lần để nhìn thấu buông xuống cuộc đời này khi một hơi thở thở ra con hít vào cái gì là của ta Ai là người giúp mình Bệnh đau đây người ta còn không chia được nè Chứ đừng có nói chi là cái chuyện mà gần chết Đấy không Phải nhận thức cho sâu sắc kìa Thì cả đời mình tu mình mới không bỏ cuộc Nếu không nhận thức sâu sắc là bỏ cuộc Chạy tàu lao Chạy tứ tung lang tan Nghe đầu này ngóng đầu nọ Cuối cùng người ta tu 5 năm 10 năm ta có kết quả Mình 5 năm 10 năm sau không được một cái gì hết chứ. Do sống núi này trong núi nọ mà không được cái gì chỉ cần trụ xứ một nơi nhiệt liệt lo tu là có kết quả hàng phật tử cứ như vậy mỗi ngày học tập rồi niệm phật bấm số niệm phật ai vậy là phật bấm ai vậy là phật rồi bấm cứ mót đi đi đâu cũng đem máy niệm phật rồi mỗi ngày nghe pháp hai thờ những đức nói với vị tu tịnh độ yên rồi này. còn những bài giảng mà thêm cho chút thì vị cứ nghe trực tiếp nhắc nhở rất nhiều thứ lợi ích khi mình ở trong, ở trong ngôi tam bảo rồi ngày chủ nhật rất là vui giúp cho mình thoải mái tâm trí an lạc tự tại vô cùng bây giờ mạng cho mình trực tiếp ổn định rồi đó quý vị những đức thấy phát trực tiếp âm thanh hay rồi bây giờ hình ảnh nó cũng được rồi đó nó không có giật giật như lúc trước bây giờ quý vị coi trực tiếp ổn định rồi những đức có thường giảng hoài như mỗi tuần thứ hai buổi tối 6 giờ nhà đức giảng chùa mớ thứ ba lúc 6 giờ giảng bên hộ pháp thứ năm lúc 6 giờ giảng bên đại tùng lâm 6 giờ tối Nha. rồi thứ bảy khoảng cỡ 7 giờ giảng lớp đạo làm con những chương trình trực tiếp đó quý vị mình cứ vào mình coi trực tiếp Dù mình chưa đến nhưng mà mình cũng Ở trong cái pháp hội trực tiếp luôn Mỗi ngày đều nhắc nhở nhau niệm Phật quý vị ơi Cuộc đời này nó vô thường đến bất tử lắm Cứ nhắc nhở nhau niệm Phật đi Gặp người khổ đau, người bệnh hoạn, người tạc nguyền Người tai nạn Niệm Phật đi chị, niệm Phật đi anh Kể cho người ta nghe những câu chuyện niệm Phật cảm ứng Có cái người đó bị tai nạn mà chỉ có niệm Phật không? Vượt qua. Hôm qua cô này cô kể cô nói. Cái đứa con có triệu chứng là bị ung thư máu. Gia đình của người cha bán rượu. Nghe được Phật pháp, người cha phát nguyện Phật Bồ Tát rằng: Phật Bồ Tát gia hộ. Con của con còn nhỏ quá nó bị bệnh ung thư máu, con nghiệp nó quá. Phật Bồ Tát gia hộ cho con, con nếu tai qua nạn khỏi, con nguyện bỏ cái nghề bán rượu. Chuyển qua nghề khác. Tại vì bán rượu là trong năm giới phạm vào cái giới uống rượu. Bán rượu cho người ta rượu uống vào mê mờ rượu là loại kích thích có khi uống vào vì gia đình người ta vợ chồng quýnh lộn đập nhà đập cửa rượu có thể uống vào làm chuyện tầm bậy tà dâm giết người trộm cắp đủ việc rượu là một loại kích thích để hại người bán rượu là một cái nhân tố không phải trực tiếp hại người mà là gián tiếp Ông vừa phát nguyện một phát Có cảm ứng liền Từng sau đưa con gái đi khám Không có bị ung thư máu Ông về bỏ nghề bán rượu luôn Vậy thì cảm ứng không Gia đình bây giờ Nghe Pháp mỗi ngày niệm Phật Sống an nhàn tự tại Niệm Phật cảm ứng đó ra Cái cảm ứng đó Vì cái ngày dựng tính nguyện niệm Phật Rồi cầu sanh cực lạc thì hoàn toàn tốt đẹp liền Nhớ nha quý vị rồi có cái cô ngoài Phú Yên Quý vị biết rằng gia đình Làm nghề cắt cổ chó Giết chó Cắt cổ gà Gia đình quý vị Nghiệp quả nó kéo đến nó quất một phát Bệnh quản theo tôi chết tùm lum Cô thì Bị tai biến câm không nói chuyện được Đi thầy này thầy nọ Sạch tiền bạc luôn Không còn gì hết Tiền mắc tặc mang Cuối cùng ta tặng cho chiếc máy nghe Pháp V52 nên vì gì chùa cố gắng đặt cái máy này tặng cho người thân của mình Hoặc ngày lễ viết đâu Trưởng đoàn nhắc nhở những người đi chung Đến đây đặt máy nghe pháp này kia tặng cho ông bà cha mẹ Món quà từ trong chùa đem về Nhớ lợi ích lắm Thì vì biết rằng là người ta tặng cô chiếc máy này cô nghe Khi cô nghe rồi quý vị Cô chân thật niệm Phật Rồi cô bỏ cái ngày sát sanh luôn Gia đình cô mảnh đắc nhỏ nhỏ trồng rau muống Vì mà cô chạy xe đạp đi bán rau muốn? cô niệm phật từ 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 hồi phục sức khỏe luôn bây giờ nói chuyện ra tiếng rõ ràng lần nào lễ vía hay là chương trình lễ chùa mình là ngoài phú yên giảng đòn vô đây để tu cô nói hồi xưa là bị câm luôn bây giờ nói chuyện ra tiếng được luôn có mấy lần cô phát nguyện muốn vô chùa ở tu luôn như vậy coi nên từ nơi đó niệm phật có rất nhiều thứ cảm ứng chỉ cần mình chân thật nhiệt tình thì có cảm thông chắc chắn Nguyện Tam Bảo Giang Hồ Cho tất cả những người niệm Phật Gây dựng tính nguyện kiên cố Cả đời không thối tâm Nắm chắc câu vật hiệu chân thật mà niệm Khi bỏ báo tăng này Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc Phát nguyện đời này của con nhất định Niệm Phật cầu sanh cực lạc quý vị nhớ Chúc quý vị an lạc, vui vẻ Nguyện đem công đức này Hưởng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.